Wow, lâu đài này thật là đẹp quá đi. Chính đây chính là lâu đài mà đang rao bán với giá mà rất là rẻ và rất là ok luôn sao? Ôi, chủ nhà kìa. Ôi, xin chào anh bạn. Ôi, tôi nghe bảo nhà này đang bán phải không ạ? Đúng rồi, tôi đang định bán cái căn này đi nè. Trong đây thì tiện nghi lắm, mời anh vô xem nè. Wow, nội thất thì đầy đủ luôn. Wow, nội này chứa đồ vật nè. Ui, nhà có vẻ sạch xanh sạch đẹp quá ta, nhìn thoải mái đẹp lắm, xanh lắm. Ở cái chốn như bây giờ mà mua được căn nhà như thế này á thì quá tuyệt vời luôn rồi. Wow, rồi anh mời tôi uống rượu luôn à. Đúng rồi, chúng ta sẽ ăn mừng cái việc hợp tác này. Tôi không có mang giấy ký rồi nè, anh ký vô cái là tôi sẽ giao căn nhà này cho anh liền luôn. Ok, được rồi. À, bây giờ anh để cái đây tôi ký cái nè. Tôi nghĩ là tôi sẽ mua với. Ôi, có con gì đây? Ôi. Ơi. Ôi, con quái vật. Tôi chạy. Ôi, trời ơi, ở đâu ra một cái con rồng hay gì vậy? Mình mới thấy nó kìa. Trời đất ơi. Ôi. Ủa, đã rồi. Ủa, cái gì vậy? Ôi, có gì vậy? Sao ở đây có nuôi rộng luôn? Ôi, chết đi nè. Nãy giờ bắn vô con chú. Chết đi nè. Ôi, tôi không mua nhà đâu. Ôi, vậy quá. Rồi, bây giờ. Sợ gì? Ôi, lâu có mấy con rộng mà. Ký. Không. Tôi xin lỗi nhưng mà tôi sẽ. Ủa, đừng vướng xuống đâu vậy? Tôi xin lỗi nhưng mà tôi sẽ không ký hợp đồng nha. Tôi không có ký hợp đồng đâu. Ủa, kỳ vậy, nhà đẹp mà. Nguy hiểm quá. Tôi sợ rộng lắm. Anh đi đâu vậy trời? Thôi, anh suy nghĩ cho kỹ vào đi, anh bỏ qua căn nhà này uổng lắm á. Thôi. Chắc là tôi sẽ không mua căn nhà này ai đâu. Tại căn nhà này tôi thấy nguy hiểm lắm. Thôi tạm biệt anh nha. Có đâu nguy hiểm, có ai đâu ấy. Thôi tạm biệt anh. Đâu có con rồng thôi mà. Thôi. Tôi sẽ không mua đâu. Thôi, tự nhiên mình mua nhà, mình vô nhầm cái căn nhà mà có con rồng gì nhìn lạ lắm các bạn ơi. Khoan, hình như là hồi nãy mình có thấy cái gì đó kỳ kỳ. Có phải là lúc mà cái anh đó anh bắn vô con rồng thì con rồng nó ngã xuống và nó biến thành một cái gì không ta? Để mình nhớ lại coi. Như là đúng rồi, cái đó không phải là con rồng. Lúc mà bị bắn xong thì nó đã biến thành một con người hay gì đó. Rõ ràng mình thấy màu tím. Khoan, hình như nãy nó rớt ở đâu ta? Cái tên chủ nhà bắn con rồng nó rớt xuống biển mà. Con rồng đâu rồi? Ê kìa, màu tím. Từ, bây giờ mình phải nhảy xuống dưới xem mới được. Kìa, đó phải không các bạn? Mình thấy có cái gì tím dưới biển kìa, dưới nước kìa. Đó là một cô gái. Tại sao cô gái đó lại nằm ở dưới biển chứ? Như là cô gái đó là rồng sao? Wow, mình lần đầu tiên mình gặp được người rồng luôn. Ủa, từ, trời sắp tối rồi, phải cứu cô ấy lên mới được. Đây là một cô gái gì vậy? Cô ấy là người rồng sao? Bây giờ mình phải tranh thủ mình đưa cô ấy về nhà của mình mới được. Tại sao nơi này lại có rồng chứ? Được rồi, cô gái ơi, đợi tôi một chút xíu, tôi sẽ đưa cô về nhà của tôi. Trời tối rồi, nhanh thôi. Cuối cùng thì cũng đã đến nhà của mình rồi. Mình cũng là một trong những người có tiền ở ngôi làng này, mình cũng gọi là thuộc dạng thương gia mà. Bây giờ để mình kiếm căn phòng nào gọi là nó rộng rộng cho cô ấy nằm coi. Ơi, nhà mình rộng quá, mình chả biết có nơi nào không nữa. Rồi, đây rồi. Rồi, cô gái ấy. Ôi, đừng có lấy nhà của tôi. Cái gì vậy? Ôi, cô ấy đang nói chuyện kìa. Cô gái ơi. Tôi là người giúp cô. Nhưng mà hình như là cô đang bị thương. Khoan, dừng lại đi, tôi không có cố tình đánh cô đâu. Cô bình tĩnh, hình như cô bị thương kìa. Để bây giờ tôi băng bó vết thương cho cô nha. Từ từ, cô đang bị thương đó. Từ từ, bây giờ mình phải đi lấy băng bó, mình băng bó cho cô ấy mới được. Mình thấy cái cơ trên bụng cô ấy nó đang bị ra máu kìa các bạn ơi. Được rồi, cô sẽ có sao không? Tôi đã băng bó lại giùm cô rồi đó. Ủa, nhưng mà có chuyện gì mà tự nhiên sao cô xuất hiện ra rồi để cho tên nó đánh cô vậy? Tại vì cái người cướp nhà của tôi. Ơi, cái gì, tôi đâu có cướp nhà gì của cô đâu. Rõ ràng tôi đang là cái người cướp nhà của tôi. Được rồi, tôi xin lỗi. Bây giờ cô đói lắm rồi phải không? Tôi sẽ đưa cô đi ăn nè, đi theo tôi. Đừng có bình tĩnh nữa. Bình tĩnh đi. Thôi, chỗ này nè. Anh là người cướp nhà của tôi. Không. Đi bây giờ đi vô nhà, đi vô đây nè. Rồi, ngồi đây đi. Đó, cô ăn đi. Đây nè, đây là thịt bò thượng hạng đó nghe. Ở đây chúng tôi thích ăn thịt bò lắm. Thịt bò ở đây là dành cho những người giàu có ăn á. Đừng có đánh, trời ơi, tụi bậy đau lắm đó. Rồi, được rồi, cô ăn xong rồi. Bây giờ tôi có thể hỏi cô được vài câu được không? Tại vì hồi nãy tôi thấy cô hơi là tức giận ấy. Nãy cô nói cái gì đó? Cướp nhà là sao? Có chuyện gì vậy? Ngôi nhà đó là ngôi nhà của tôi. Các người đã tới cướp nhà của tôi. Tôi đâu có đâu. Tôi chỉ là người đến mua nhà thôi. Cái người bán cho tôi là cái ông màu đỏ đỏ, cái tóc màu đỏ đỏ, mặc đồ đẹp đẹp á, chứ không phải là cái tôi. Cái tên đó là cái tên đã cướp nhà của tôi và hắn đem đi bán cho những người như các bạn, các người.
Hả? Cướp nhà sao? Hắn đã dụ gia đình của tôi. Xong rồi sau đó hắn giết ba mẹ của tôi để hắn lấy ngôi nhà. Cái gì? Là hắn không lấy tôi ở phía bên ngoài, không cho tôi vào trong. Vậy? Vậy đó là lý do mà cô đã đi đến và cô bảo vệ căn nhà không cho tôi mua đó sao? Đúng. Ôi. Đáng ghét. Ơi, bây giờ tôi có cách này giúp cho cô nè, cô bình tĩnh nha. Tôi sẽ mua lại căn nhà đó và tôi sẽ cho cô ở. Được không? Người có đáng tin không? Hãy tin tôi đi. Tôi sẽ giúp cho cô. Bây giờ đi theo tôi lên đây lên phòng nè, rồi nghỉ ngơi, rồi ngày mai chúng ta sẽ dậy sớm và chúng ta sẽ đi nè. Đấy, đây là phòng của cô nha. Ở dưới sẽ là phòng của cô, còn ở trên là sẽ là phòng của tôi. Ok, đợi trời sáng thôi. Trời ơi, đâu rồi? Ui, sao hôm nay cô có sừng luôn kìa. Cô mặc bộ đồ của tôi xong rồi cô có cánh luôn này kia luôn vậy. Ui, nhìn ra dáng một gọi là cô gái rồng quá luôn nè. Cô là rồng mà, ở thừa thế. Vậy bây giờ cô đã sẵn sàng để đi mua lại cái căn nhà đó chưa? Ê, đi cửa cửa đi ba. Ê, khoan, chờ tôi chơi. Chờ tôi. Ê, chờ tôi, trời đất ơi, chờ tôi. Khoan, bây giờ cô hãy nghe lời tôi. Cô đứng ở đây đi. Cô đừng có biến hình dạng này nữa. Cô biến hình dạng người đi. Rồi, ở đây nè. Chỗ này đi. Tôi sẽ vào trong và tôi sẽ mua lại căn nhà đó cho. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp cho cô. Cô không được làm manh động đó nha. Nếu manh động là cô sẽ bị thương giống hôm qua đó. Cuối cùng cũng đã đến rồi. Không biết cái tên đó hắn còn trong nhà không nữa. Được rồi. Đâu rồi ta? Cậu tới đây làm gì mà lại mua nhà phải không? Đúng rồi. Hôm nay tôi đến đây để tôi mua lại căn nhà. Tại vì hôm qua tôi thấy căn nhà này ok nên tôi sẽ quay lại tôi mua nè. Nhưng mà mua với giá gấp 10 lần ngày hôm qua nha. Hả? Cái gì? 10 lần? Ủa, rõ ràng hôm qua bán giá hôm qua là sao hôm nay lại gấp 10 lần chứ? Không, nhà này quá đẹp mà còn to nữa. Thôi, gấp 30 lần mới đúng. Cái gì? Cậu có đủ thì tôi sẽ bán, không thì đừng có hòng mà tới nhà này nữa. Cái gì á? Anh bán cho người khác. Anh cắt cổ hả? Anh bán cắt giá cổ gì? Gì cậu? Cậu nhìn coi, này chẳng khác gì một cái lâu đài đó to mà có đầy đủ nội thất bên trong. Thấy chưa? Cậu mới vừa thấy chưa? Tôi thấy rồi. Thấy cái tên này ăn cắp lâu đài mà hắn còn bị đặt bán cái giá này nữa. Hiện tại thì bây giờ anh có thể bán với tôi với giá gấp 10 lần được không? Bây giờ không, 30 lần, 30 lần tôi mới bán. Thôi được rồi, để bây giờ tôi quay về tôi hỏi ý một cái đã. Sao bây giờ ta biết mình phải nói sao với cô ấy bây giờ? Gấp 30 lần. Vậy là cái số tiền nó có thể lên đến cả nguyên một cái gia tài của mình. Bây giờ phải làm sao đây? Để phải hỏi thử mới được. Cô gái, tôi về rồi nè. Tôi mua căn nhà giùm cho cô rồi đấy. Nhưng mà cái tên đó hắn đã trả một cái giá rất là cao. Hình như là hắn đã biết tôi cứu cô hay sao đó. Hắn không bán, hắn đã trả giá rất là cao. Thấy chưa? Ta đã nói rồi là hắn ta không có chịu đó, hắn ta không có bán đâu, hắn ta sẽ luôn làm khó người đó. Ê, cô đi đâu vậy? Ơi, quái, hình như quái đang đi lên hướng lâu đài. Hình như là nếu như vậy thì quái sẽ gặp nguy hiểm mất, mình phải đến đó. Anh khốn kia, trả lại cho ta. Trả nhà lại cho ta. Người lại tới đây à? Ta cũng sẽ giết người thôi, đi đi. Giờ chỗ này của ta rồi. Chết nè, chết đi nè. Chết đi. Đi. Như nãy mình có nghe tiếng gì á. Phải lẹ lên. Cô gái rồng đó kìa. Hắn đã khóa cửa lên rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Chết đi nè. Phải làm sao đây? Lắm. Giờ ta sẽ bắt mày và bán mày luôn. Để cho khỏi chứ. Khỏi có đứa nào nữa. Chịu tôi đây. Vô đi. Giờ ngươi sẽ ở trong đây đợi ta kiếm người bán người mới được. Ôi chết rồi. Hình như là cô gái rồng đã tức quá và cô ấy đã bay vào trong. Nhưng mà bây giờ cái tên kia hắn làm gì cô ấy? Bây giờ mình phải làm cách nào để giải cứu cô ấy đây trời. Cứ thế này cô ấy sẽ bị chết ở trong đó mất. Sao tự nhiên mình giúp cô ấy mà mình giúp không tới vậy trời. Bây giờ mình phải làm sao đây ta? Được rồi, mình có cách rồi. Mình sẽ giả làm người là một cái người nào đó lạ nè. Có ai không? Có nhà không ạ? Có ai không? Hình như có người mới hay sao ta? Nghe tiếng lạ lạ quá. Để xem thử coi coi. Chào mừng. Trời, hiếm lắm mới có người tới vào buổi tối nha. Tôi đang chào bán căn nhà nè. Giá trị là 20 tỷ. Cái gì? 20 tỷ sao? Được rồi, tôi sẽ mua cái tên này. Ngon. Giờ mời anh đi tham quan nhà đi. Tôi đi tham quan nha. Anh cứ đi tham quan xung quanh đi. Nhà mình có cái hầm nào không? Nhà mình có cái hầm không? Nhà hầm á? Để tôi xem mà. Như cũng có một cái hầm á. Hầm này nó ok nè. Cái hầm kiểu nhốt mấy con động vật đồ này kia. Ở dưới đây cũng có cái hầm nè. Nhưng mà đừng có xuống hiện tại. Anh cứ đi lên đi. Rồi, tôi hiểu rồi. Vậy có thể là cô ấy đang ở dưới. Vậy tôi lên tôi coi thử cái phòng ngủ nha. Cái phòng ngủ nè. Ok, phòng ngủ nè. Vậy là cái hướng này là cái hướng xuống dưới nè.
cái chỗ này xa quá vậy? Sao cái chỗ này? Ui, đây, đây nè, ở đây có đường đi. Ui, ui, ở đây là một cái ngục tù luôn nè. Ơi, cô gái gồng. Cô gái gồng ơi. Ê, con, ui, ui. Con nhỏ gồng kia, mày đâu rồi? Mày là hướng này đi xuống. Ê nè, đang có người ở chơi mua lại căn nhà này, mày lấy mày lên im lặng đi, đừng có để ta điên lên đó. Ui, ui. Nghe không hả? Ừ. Ui, cái tên nghe đó. Không hả? Ui, 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 hăng 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 đánh. Giờ mày bắt dưới đây rồi, giờ mày phải im lặng á, sắp chuẩn bị có khách tới rồi đó. Nghe chưa? Cái tên nó đang tra tấn cô gái gồng kìa. Được rồi. Ai dạ. Ta sẽ cho. Tên kìa. Ê, mày, hăng mày. Ê, tao nè. Mày không nhớ ta hả? Lại là mày á. Ta là cái thằng mà mua đồ của ngươi nè. Ngươi nhớ ta không? Mua nhà của ta chứ. Ngươi bị điên hả? À? Ngươi ở đâu? Ngươi dám đột nhập vô nhà ta? Đi lên. Ây da, 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 quay lại đây kia hả? Ây da, ây da, ây da, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, ây da, biết lỗi à, ây, quên khóa cửa dưới rồi, chạy xuống, lên cho lên, ây, biết lỗi rồi, ây, đánh nó đi, đánh nó đi, con cái đầu, đánh nó đi, em đi tà, ây, giết người ta, giết nó đi, yeah, mình đã tiêu diệt được hắn rồi, cô gái gồng ơi, cô có sao không? Vậy là mà, bây giờ cô đã lấy lại được, cô đã trở lại được căn nhà của cô rồi. Ui. Vậy là chúng ta đã giành lại được căn nhà này rồi. Thôi được rồi, bây giờ lên đi, tôi giành lại được nhà rồi, lên đi. Wow, cô chở tôi đi đâu vậy? Wow, ok thì thôi các bạn ơi, video này cũng đến đây cũng kết thúc rồi. Thì nếu các bạn xem video của... cái gì vậy? Ôi gì vậy? Ủa gì vậy? Sao bỏ tôi dưới đây vậy? Ôi trời đất ơi. Ok thì tạm biệt các bạn nghe, chúc các bạn một ngày tốt lành. Và nhớ đừng quên like, share, đăng ký các hành viên của Sinh Tốt Tim nha các bạn ơi. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều và bye bye. See ya.